Bạch Thế Tôn vì sao chân như của bốn tịnh lự sâu xa, vì sao chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc sâu xa. Bạch Thế Tôn vì sao chân như của tám giải thoát sâu xa, vì sao chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đạ, mười biến xứ sâu xa. Bạch Thế Tôn vì sao chân như của pháp môn giải thoát không sâu xa, vì sao chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện sâu xa. Bạch Thế Tôn vì sao chân như của năm loại mắt sâu xa, vì sao chân chân như của sáu phép thần thông sâu xa bạch thế tôn vì sao chân như của pháp môn tam ma địa sâu xa vì sao chân như của pháp môn đà la ni sâu xa bạch thế tôn vì sao chân như của mười lực phật sâu xa vì sao chân như của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng sâu xa bạch thế tôn vì sao chân như của pháp không quên mất sâu xa vì sao chân như của tánh luôn luôn xả sâu xa, bạch thế tôn vì sao chân như của quả dự lưu sâu xa, vì sao chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán sâu xa, bạch thế tôn vì sao chân như của quả vị độc giác sâu xa, bạch thế tôn vì sao chân như của trí nhất thiết sâu xa, vì sao chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng sâu xa, bạch thế tôn vì sao chân như của tất cả hạnh đại bồ tát sâu xa, bạch thế tôn vì sao chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật sâu xa. Phật dạy, này thiện hiện vì chân như của sắc chẳng phải là sắc, chẳng phải lìa sắc, cho nên sâu xa. Vì chân như của thọ tưởng hành thức chẳng phải là thọ tưởng hành thức, chẳng phải lìa thọ tưởng hành thức, cho nên sâu xa.